Thưa quý vị, cảnh báo của cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ về lốc xoáy tại một số khu vực, đồng thời cũng nêu rõ người dân ở đây đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, trong khi nhiều ngôi nhà lưu động có thể bị hư hại hoàn toàn và các doanh nghiệp địa phương phải hứng chịu những thiệt hại đáng kể. Ngày 13 tháng 12, một cơn bão mang theo tuyết rơi dày và mưa lạnh buốt đã đổ bộ khu vực Northern Plains ở miền Bắc, đồng thời gây dông và lốc xoáy nghiêm trọng tại miền Nam nước Mỹ. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã ban bố cảnh báo về lốc xoáy tại các bang Louisiana, Oklahoma và Texas, đồng thời cho biết đã ghi nhận hiện tượng lốc xoáy ở gần Grapevine thuộc bang Texas và phía tây Shreveport thuộc bang Louisiana. Hiện chưa có thông báo chính thức về những thiệt hại về người và tài sản. Theo số liệu của FlightAware.com, cơn bão đã khiến hơn 70 chuyến bay buộc phải hủy bỏ, trong khi gần 800 chuyến bay bị hoãn lại trong chiều 13 tháng 12. Theo dự báo, nhiệt độ có thể xuống thấp tới mức âm 29 độ C trên khắp khu vực Bắc Trung Mỹ. Mức nhiệt này có thể gây tê cóng trên da khi tiếp xúc trong vòng 30 phút.